Thưa quý vị, Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh, thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dịch vụ thương mại bao bì Kiến Á, xưởng sản xuất tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức in lậu sách. Lượng sách bắt quả tang in lậu tại thời điểm kiểm tra gồm 3.000 bản Kinh Trường Thọ Diệt Tội ghi nhà xuất bản Tôn giáo, 9.000 bản ấn phẩm Sherlock Holmes ghi nhà xuất bản Hội Nhà văn, với tổng khối lượng hơn 10 tấn sách bán thành phẩm. Tất cả đều không có quyết định xuất bản của cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Củ Chi đã tạm giữ toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định pháp luật. Trước đó, ngày 1 tháng 10, Cục An ninh Chính trị Nội bộ cũng đã phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn in ấn và dịch vụ thương mại Siêu Tốc, xưởng sản xuất tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức in vượt quá số lượng hơn 3.000 bản lịch block 2024 với khối lượng hơn 5 tấn bán thành phẩm. Vụ việc được Cục An ninh Chính trị Nội bộ bàn giao cho thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh lập biên bản vi phạm, niêm phong toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo Cục An ninh Chính trị Nội bộ, hiện nay tình trạng in lậu đang có chiều hướng diễn ra phức tạp, vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Để phòng ngừa, đấu tranh, cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn công an các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có sai phạm trong hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm.